Kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh tin tức mới 365. Với những thông tin được cập nhật liên tục và đầy đủ, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất, nhanh nhất. Bị khởi tố vì múa phụ họa cho Nguyễn Phương Hằng, bài học cho bất kỳ ai. Bán 80.000 đồng một củ khoai nướng, người phụ nữ không thừa nhận chặt chém. Giám đốc cùng vợ vẽ dự án ảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Lạm phát họp hành. Bị khởi tố vì múa phụ họa cho Nguyễn Phương Hằng, bài học cho bất kỳ ai. Thưa quý vị, vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam đã được mở rộng điều tra. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Mai Nhi, 39 tuổi, ngụ tại quận 12, Lê Thị Thu Hà, 30 tuổi, Huỳnh Công Tân, 28 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Bình Dương đã giúp sức tích cực cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận xã hội. Ngày 30 tháng 11 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, ra lệnh khám xét đối với Nhi, Hà và Tân về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Nguyễn Phương Hằng tổ chức các cuộc live stream có nội dung xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín danh dự cá nhân của nhiều người nổi tiếng. Nguyễn Phương Hằng là nhân vật chính, là người tổ chức chương trình, là diễn viên chính, là người độc diễn. Còn Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân là nhân viên. Những người này xếp sai việc thì làm, bừng bề điều đám, múa phụ họa. Nhưng những việc đó cũng là hành vi vi phạm pháp luật được xác định là đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Có lẽ khi đi theo bưng bê cho bà Nguyễn Phương Hằng chuẩn bị sân khấu để bà Hằng live stream, đăng tải nội dung xúc phạm trên trang cá nhân và phục vụ cho bà Hằng phát ngôn xúc phạm cá nhân, những người này không ý thức được mình phạm tội, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Có điều không ai được quyền nói mình không hiểu biết pháp luật, mà mọi công dân đều phải chấp hành pháp luật và chịu trách nhiệm nếu vi phạm pháp luật. Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và có thể số người bị khởi tố vì múa phụ họa cho bà Nguyễn Phương Hằng sẽ tăng lên. Đây là tiếng chuông cảnh tỉnh cho nhiều người, nhất là khi mà mạng xã hội đang chi phối nhiều hoạt động của đời sống. Copy, share thông tin không kiểm chứng, múa phụ họa với phát ngôn live stream của ai đó, hỗ trợ phát tán clip của bạn bè đều có thể trở thành hành vi vi phạm pháp luật. Luật pháp có đủ quy định để điều chỉnh các quan hệ như vụ Nguyễn Phương Hằng và các nhân viên của bà trong việc thực hiện các live stream. Và đó là bài học cho bất kỳ ai. Bán 80.000 đồng một củ khoai nướng, người phụ nữ không thừa nhận chặt chém. Thưa quý vị, tại cơ quan công an, bà T đã nói rằng giá nhập 40.000 đồng trên một củ và bán vào ban đêm nên giá là 80.000 đồng trên một củ khoai nướng, không phải là chặt chém. Cụ thể, vào sáng mùng 3 tháng 12, trả lời phóng viên của VTC News, lãnh đạo Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đơn vị này đã lập biên bản và xử lý người phụ nữ bán 80.000 đồng một củ khoai nướng cho khách về hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Mức phạt cao nhất cho hành vi này là từ 2 đến 3 triệu đồng. Người bán hàng là bà TTT, 37 tuổi, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Bà T thường xuyên bán nước, ngô, khoai nướng tại vỉa hè quanh khu vực của Hồ Gươm. Tại trụ sở công an phường Hàng Bạc, bà T thừa nhận bán cho nhóm bạn trẻ là 80.000 đồng trên một củ khoai nướng vào rạng sáng mùng 2 tháng 12. Bà T bán cho nhóm khách 4 củ khoai nướng, giá 80.000 đồng trên một củ, 10 quả trứng, giá 20.000 đồng trên một quả và 3 bắp ngô, giá 20.000 đồng trên một bắp, tổng cộng là 580.000 đồng. Lãnh đạo công an phường Hàng Bạc có nói, tuy nhiên, người phụ nữ này đã không thừa nhận hành vi chặt chém. Bà T cho rằng giá nhập vào đã cao sẵn, do giá mua 40.000 đồng trên một củ nên bán cho khách ăn ban đêm với giá 80.000 đồng trên một củ khoai nướng. Lãnh đạo công an phường Hàng Bạc cũng chia sẻ thêm. Cũng theo công an phường Hàng Bạc, do không thừa nhận hành vi chặt chém nên bà T không hứa hẹn sẽ trả lại tiền cho khách mua hàng. Công an đang xác minh hành vi chặt chém để tiếp tục xử lý. Thưa quý vị, trước đó vào 1 giờ sáng mùng 2 tháng 12, Nguyễn Thị Minh Hát, 20 tuổi, cùng nhóm bạn của mình đã rủ nhau ra khu vực Hồ Gươm để ăn đêm. Họ vào một quán bán ngô khoai nướng dọc vỉa hè Hồ Gươm nằm trên phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhóm này đã gọi 10 quả trứng nướng, 4 củ khoai nướng và 3 bắp ngô nướng. Đến khi thanh toán, bà chủ báo giá là 580.000 đồng, trong đó 80.000 đồng một củ khoai nướng, trứng và ngô mỗi loại là 20.000 đồng.
Sau khi cô gái phản ứng với mức giá này, người bán hàng nói rằng nhập khoai vào giá đã đắt rồi. Do vào ban đêm muộn, nhóm của Hát phải chi trả số tiền trên. Vụ việc đã khiến nhiều người bức xúc bởi thực tế giá khoai lang mật thường được người tiêu dùng mua về để nướng với cái giá khoảng 25.000 đồng trên 1kg tại các chợ nội thành Hà Nội. Tại các hàng vỉa hè hoặc hàng rong, khoai nướng bán lẻ giá khoảng từ 10 đến 15.000 đồng trên một củ. Giám đốc cùng vợ vẽ dự án ảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Thưa quý vị, Mai Chí Phương cùng vợ đã đưa ra thông tin gian dối rằng công ty của mình đang đầu tư thực hiện một số dự án khu dân cư để lừa nhiều người góp vốn nhằm chiếm đoạt số tiền lớn. Ngày 3 tháng 12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với vợ chồng Mai Chí Phương, Võ Thị Thành, trú tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cảnh sát, bị can Phương làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Huy Đoàn Hưng, địa chỉ tại số 114 Nguyễn Huy Tử, thành phố Hà Tĩnh. Vào khoảng giữa tháng 9 năm 2022, do mua bán đất thua lỗ, cần tiền để trả các khoản nợ cá nhân, Phương đã thống nhất với vợ về việc đưa thông tin gian dối rằng công ty Huy Đoàn Hưng đang đầu tư thực hiện một số dự án khu dân cư tại xã Thạch Đài. Điều này đã nhằm mục đích để bà NTT, sinh năm 1964, trú tại thành phố Hà Tĩnh, chuyển tiền đầu tư dự án. Để thuyết phục, vợ chồng của Phương đã đưa bà T đi xem một số khu đất mà công ty của mình dự định triển khai dự án. Nhưng thực tế, công ty Huy Đoàn Hưng không thực hiện dự án nào trên địa bàn của tỉnh Hà Tĩnh, cũng như là huyện Thạch Hà. Vì tin tưởng, bà T đã chuyển hàng chục tỷ đồng để cùng góp vốn đầu tư dự án cho vợ chồng Phương Thành. Sau đó, cặp vợ chồng này đã chiếm đoạt tiền để trả nợ cho nhiều người và chi nhiều mục đích khác nhau. Ngoài vụ việc nêu trên, bị can Phương cùng vợ còn có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được cảnh sát điều tra làm rõ. Lạm phát họp hành. Thưa quý vị, bài viết dưới đây thể hiện góc nhìn và quan điểm đến từ tác giả Phùng Nguyên. Nhiều lần đến phường làm thủ tục hành chính, tôi phải chờ đợi rất lâu vì lãnh đạo phường bận họp. Dù một số thủ tục hành chính đã được gửi qua cổng dịch vụ công trực tuyến, nhưng khâu cuối cùng vẫn cần có chữ ký của lãnh đạo phường, mà lãnh đạo thì bận họp triền miên. Những lúc ngồi chờ, tôi nhớ đến bài báo đã đọc cách đây mấy năm. Trong đó, một chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thuộc huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đã trần tình rằng mỗi tuần ông phải lên thị trấn 4-5 lần để họp với lãnh đạo huyện. Hết họp an toàn giao thông, bồi thường giải phóng mặt bằng lại đến an ninh trật tự. Có hôm 7-8 giờ tối, ông vẫn có mặt ở cơ quan để ký duyệt hồ sơ thủ tục. Đó là chưa nói, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã còn chủ trì nhiều cuộc họp tại địa bàn. Họp nhiều quá nên không có thời gian giải quyết hồ sơ đến hẹn, phải xin lỗi dân. Ông Nguyễn Thiện Nhân khi còn ở cương vị Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã nêu vấn đề. Ai cũng thấy chúng ta họp nhiều quá, không còn thời gian đi cơ sở. Nếu mỗi năm giảm 10% số cuộc họp không cần thiết cho cả nhiệm kỳ 5 năm thì sẽ giảm được 50% số cuộc họp. Nhưng có làm được hay không thì rất mong các chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân hiến kế. Mới đây, chủ một doanh nghiệp tư nhân không nén được bức xúc khi phải họp từ 5 đến 7 cuộc với địa phương mình có dự án với cùng một nội dung. Ông đã đặt ra câu hỏi, tại sao các ban ngành chức năng không ngồi lại chung một lần cho chúng tôi báo cáo? Tại sao cứ phải có một cuộc họp riêng cho mỗi đơn vị liên quan? Câu trả lời rất quen thuộc, các ban ngành đó làm theo quy định. Vào dịp này, mùa họp tổng kết bắt đầu diễn ra ở các cơ quan công sở. Phải khẳng định, họp tổng kết năm rất quan trọng, nhìn lại những gì đã đạt được, ưu nhược điểm trong những năm vừa qua, để ra phương hướng nhiệm vụ năm tới. Những cuộc họp tổng kết ấy sẽ giá trị nếu được tiến hành một cách thực chất thay vì sa vào lối mòn nặng nề, báo cáo thành tích chung chung với những ngôn từ đã thành khuôn mẫu. Khó khăn, thuận lợi, nhận xét đánh giá theo kiểu 4 ưu, 3 khuyết. Bởi vậy, nhiều công chức đã đúc kết rằng đơn vị ta năm nào cũng tiến một bước. 20 năm qua đã tiến 20 bước, nhưng thực chất thì vẫn đang dậm chân tại chỗ. Rõ ràng, bận họp dẫn đến chậm trễ công việc là một trong những nguyên nhân khiến mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền nhiều nơi chưa cao. Còn những mất mát vô hình khác khi mà cánh cửa phòng họp đóng kín, ngăn cách với đời sống xã hội, không đủ thời gian tiếp cận với thực tiễn nên nhiều vấn đề chậm được phát hiện, chậm đưa ra giải pháp kịp thời. Chúng ta từng có những nhà lãnh đạo sâu sát với thực tiễn như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt luôn dành thời gian đi thực tế ở các địa phương. Nhiều quyết định sáng suốt của ông được thực hiện ngay tại công trường.
trong nền chính trị hành chính ở bất cứ nước nào trên thế giới cũng đều phải có những cuộc họp, những công việc được giải quyết trong văn phòng. Vấn đề đáng bàn là thiết kế hệ thống quản trị sao cho thời gian, năng lượng không bị ngốn quá nhiều vào họp hành. Và như vậy thì những người lãnh đạo mới có thời gian đi cơ sở, nắm bắt tình hình thực tiễn. Sự sâu sát thực tiễn sẽ mang lại cảm xúc, động lực, thông tin khác hẳn với không khí, những cuộc họp trong phòng điều hòa. Ở ta, dù công cuộc cải cách hành chính đã đạt nhiều kết quả, song dường như bận họp vẫn là một câu nói quen thuộc lâu nay của nhiều vị cán bộ. Khi còn là Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông Thang Văn Phúc đã thống kê con số gây sốc. Cứ 8 tiếng trên cả nước có gần 3.000 cuộc họp, ngân sách chi tiêu cho hội họp mất khoảng 1,5 tỷ đồng mỗi ngày. Ông Phúc lúc đó với vai trò là Tổng Thư ký Cải cách Hành chính đã có ý thức giữ tất cả các giấy tờ mời họp và bộ sưu tập đó mỗi năm có gần 400 giấy mời họp. Không ai dám chắc thống kê này đến nay đã được cải thiện ra sao. Một số chuyên gia đã hiến kế, muốn giảm họp thì cần đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách hành chính, làm sao để hệ thống thông suốt, phân cấp phân quyền rõ ràng, nhất là trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm lãnh đạo quản lý. Cấp nào được quyết việc gì thì cứ vậy mà thực hiện, không cần họp xin ý kiến. Bên cạnh đó, các cơ quan cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công việc, lấy ý kiến, trả lời ý kiến qua hệ thống điện tử thay việc họp trực tiếp. Công cuộc chuyển đổi số giúp đưa và nhận thông tin cùng một lúc, ngay lập tức, đến mọi nơi, mọi lúc, thay vì bỏ thời gian công sức đi họp. Đại dịch Covid-19 đã trở thành một cú hích để hình thức họp online trên nền tảng số trở nên phổ biến. Nhưng khi đại dịch đã qua đi, nhiều cuộc họp online đã bị thay thế bởi họp trực tiếp. Có vẻ thói quen cũ khó bỏ thay vì một lý do nào khác nữa. Tình trạng lạm phát họp còn thể hiện tư duy làm theo quy định, trong khi những quy định đó ai cũng biết không còn hợp lý, nhưng ăn sâu vào não của nhiều cán bộ công chức, triệt tiêu đi sự sáng tạo vì hiệu quả của công việc. Tư duy bao cấp trong quản lý nhà nước ôm quá nhiều, cơ chế xin cho vẫn còn nặng nề. Chính phủ đã và đang đi đầu trong cải cách hành chính, giảm bớt họp hành hội nghị. Việc đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử trong những năm gần đây đã cho thấy sự đổi mới phương thức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước. Mỗi năm, chi phí tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia khoảng 8.100 tỷ đồng. Một đại biểu Quốc hội từng đề nghị chính phủ cần có quy định, mặc dù tương đối là cán bộ từng cấp nào thì phải dành bao nhiêu thời gian đi cơ sở, cấp tỉnh bao nhiêu phần trăm thời gian, cấp huyện là bao nhiêu. Chính phủ, Bộ Tài chính nên điều chỉnh lại chế độ công tác phí cho phù hợp, dứt khoát đi họp không có phòng bì. Và trước hết, cần được các vị lãnh đạo tự mình giải phóng khỏi những cuộc họp không cần thiết để đi cơ sở, để xuống công trường. Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk, người bận rộn với việc điều hành cùng lúc nhiều công ty, đã đưa lời khuyên đại ý. Nếu một cuộc họp không yêu cầu bạn đóng góp, tạo ra giá trị, đưa ra quyết định, thì sự hiện diện của bạn ở đó là vô ích. Và cũng theo tỷ phú này, không phải thô lỗ khi rời cuộc họp, nhưng thật thô lỗ khi lãng phí thời gian của mọi người.